Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết tình hình khắc phục hậu quả do Pháp Mô gây ra cho 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Tiên Huế đã được triển khai rất gấp rút và đến nay Pháp Mô đã khắc phục được 52 trên 53 lỗi. Riêng việc chuyển đổi công nghệ dập cốc từ ướt sang khô, Pháp Mô đã cam kết theo lộ trình 3 năm và được Chính phủ Việt Nam cho phép. Sự kiến công nghệ này sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2019 bên cạnh đó Fox phải đầu tư xây mới, bổ sung thêm 7 hạng mục công trình bảo vệ môi trường dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài nguyên Môi trường.